Kẻ ngu bắt gà. Cái tên gầy này lại hất lá sang nhà mình đây mà. Ở đâu mà xuất hiện một con gà to béo thế này? Quái lạ, tên này từ trước tới nay có bao giờ nuôi gà đâu. Chắc chắn không phải của hắn rồi. Này, này, anh làm gì thế hả? Tôi bắt gà. Gà của tôi sao anh lại bắt? Anh có bao giờ nuôi gà đâu. Đây là gà của nhà tôi chứ. Chứ bình thường tôi cũng thấy anh làm gì có con gà nào đâu. Sao hôm nay lại có? Ừ, thì tôi mới mua nó ở chợ. Chưa kịp nhốt lại nó đã sổng ra rồi. Gà của tôi. Không, gà của tôi. Nó chạy trên đất của tôi. Nó là gà của tôi. Lại sang đất của tôi rồi. Nó là của tôi. Lần này đố mày thoát được nhé. Nó đâu mất rồi? Mất cả bữa trưa của mình. La 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 la. La 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 la. Sao anh bắt trước tôi thế? Ai mà bắt trước anh chứ? Tôi ra đây nghe chim hót mà. Đó, anh thấy không? Chim đang hót cho tôi nghe đó. Là chim hót cho tôi nghe chứ. Không, nó hót cho tôi. Không phải cho anh mà là cho tôi. Được rồi, vậy chúng ta đến quan tòa hỏi thử xem chim hót cho ai nghe, là anh hay là tôi. Được, chúng ta đi. Thưa quan, con chim trong sân nhà tôi nó hát cho tôi nghe. Vậy mà anh ta cứ nhất quyết nói rằng chim hót cho anh ta nghe chứ không phải cho tôi nghe. Xin ngài xử cho chúng tôi. Đúng vậy, xin ngài xét xử. Rõ ràng nó hót cho tôi nghe mà. Không, là tôi. Là tôi chứ. Là tôi. Thôi thôi, các anh cứ về đi. Mai ta sẽ xét xử. Bẩm quan, tôi xin biếu ngài con heo tôi nuôi cả năm nay. Xin ngài hãy bên vực tôi trong buổi tòa ngày mai. Đừng sợ, ta sẽ không để cho anh bạn kia thắng cuộc đâu. Dạ, cảm tạ ngài. Xin quan hãy bảo vệ tôi trong buổi xét xử ngày mai. Con bò quý giá của tôi xin được biếu ngài. Ngày mai chắc chắn anh sẽ thắng cuộc. Thưa quan, xin quan hãy đối xem rốt cuộc là chim hót cho ai trong chúng tôi nghe. Sự thật là chim hót cho tôi nghe, cho vị quan của các bạn nghe. Tình quan vớ vẩn, đã lấy của tôi hẳn một con heo. Vậy mà. Đúng vậy, hắn cũng lấy của tôi hẳn một con bò. À, thì ra anh đã đút lót hả? Chứ anh thì không thế à? Thôi thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chỉ vì chúng ta cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn mà tên quan tòa đấy được lợi. Từ giờ chúng ta sẽ không tranh giành cãi cọ nhau nữa. Nào, ngồi xuống đây nghe chim hót. Mụ phù thủy mũi sắt. Xưa ở dưới chân núi có một bác tiều phu nghèo quá vợ. Một mình bác nuôi cả đàn con thơ. Hàng ngày bác thường vào rừng kiếm cái ăn cho bọn trẻ. Cuộc sống của cha con bữa no bữa đói. Hôm nay cha chỉ kiếm được ít quả dại này thôi. Các con chịu khó ăn nhé. Con ớ ăn quả dại nữa đâu. Chát lắm. Khổ thân các con. Cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn. Chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Ta đã đi sâu vào trong rừng rồi mà vẫn chưa kiếm được thứ gì ăn cho bọn trẻ. Kỳ lạ thật, lại có một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu thế này. Lại có lửa đang cháy, chắc có người ở. Ta hãy thử vào xem sao. Có ai ở nhà không? Đứng lại. Bà là ai? Ta là phù thủy mũi sắt đây. Người đừng hòng thoát khỏi ta. Thả tôi ra. Thả tôi ra.
đừng hòng. Đã vào đây rồi thì đừng có hòng thoát. Tôi có làm gì nên tội mà lại giam giữ tôi thế này? Thả tôi ra. Ta chỉ có thể tha chết cho ngươi với một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi phải lấy ta làm vợ. Hả? Ta cho ông từ giờ đến chiều ngồi nghỉ nha. Nên nhớ, nếu không đồng ý lấy ta thì ta sẽ lấy mạng của ông. Sao lại thế được cơ chứ? Cả đời này ta chỉ có một người vợ mà thôi. Đó là mẹ của các con ta. Không biết bọn trẻ giờ thế nào rồi. Tội nghiệp chúng, chắc là chúng đói lắm rồi. Khổ thân các con. Cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Không, nhất định là bằng cách nào thì mình cũng phải trở về với các con của mình. Phải nghĩ cách gì mới được. Thế nào, ông đã nghĩ kỹ chưa? Có chịu lấy ta làm vợ không? Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà với điều kiện, bà phải theo tôi về nhà tôi ở. Hả? Về nhà ông? Đúng vậy. Theo phong tục từ xa xưa để lại của chúng tôi, thì người vợ phải theo chồng về nhà ở mới phải. Theo ông ta về nhà ư? Liệu ngươi có định giở trò không hả? Nhưng mà đằng nào thì mình cũng có phép thuật, chả có gì phải sợ hết. Chậm lại, chậm lại. Ông định làm ta mệt đến chết hay sao mà đi nhanh vậy? Dừng lại nghỉ đã, ta không thể đi nổi nữa rồi. Sức mạnh của mụ phù thủy có lẽ nằm ở chiếc mũi thần kia thôi. Mình phải nghĩ cách bỏ sức mạnh ấy của mụ. Khốn kiếp, lão kia, ta sẽ lấy mạng lão. Đứng lại. Đứng lại. Các con. Con đói. Cha, thức ăn đâu? Con đói quá. Phù thủy mũi sắt. Phù thủy mũi sắt? Thức ăn là phù thủy mũi sắt à? Đâu, đâu hả cha? Chúng con đang đói lắm. Hả? Bọn chúng đòi ăn thịt ta sao? Phù thủy mũi sắt đâu ạ? Phù thủy mũi sắt đâu? Hả? Ăn thịt cả phù thủy ta sao? Hóa ra lão kia giả vờ khù khờ để lừa mình đến đây cho con lão sơ tái. Ôi không! Thế là cha con người tiều phu được đoàn tụ. Sau đó, người tiều phu khai phá đất đai, trồng lúa làm rẫy. Cuộc sống của cha con no đủ, không còn phải chịu cảnh đói kém nữa. Sự tích con mối. Xưa ở vùng nọ, có một chàng trai con nhà giàu đã đến tuổi cưới vợ. Nhưng chàng ta chỉ ao ước một người vợ đẹp như tiên, nên cha mẹ hỏi đám nào cũng không vừa ý. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, chàng ta vẫn chưa lấy được vợ. Bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới có trường hợp một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà anh ta kén chọn từ khi cha mẹ còn sống, đến giờ cha mẹ đã mất cả mà vẫn chưa tìm được cô vợ ưng ý. Đâu, đưa ta xem. Con hãy lại đây. Dạ vâng. Con hãy xuống với anh ta một thời gian, xem anh ta có biết người biết của hay không. Nếu anh ta không thấy được cái đẹp chính đáng thì hãy cho anh ta một bài học. Con xin tuân mệnh. Dạ thưa, cô gái này đến xin được làm thị tỳ. Vừa hay, nhà ta cũng đang thiếu người làm việc bếp núc. Tôi thấy cô ấy cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Vậy ngài có đồng ý không ạ? Việc nhà cứ tùy ngươi sắp xếp. Dạ vâng. Ngon lắm, cô nấu ăn ngon lắm. Từ nay việc bếp núc nhất định phải là cô nấu cho ta ăn. Dạ vâng.
Cô ấy thật khéo léo, lại còn tháo vát nữa. Giá như cậu chủ... Sắp đến ngày giỗ cha mẹ ta, ta còn chưa biết nhờ cậy ai làm cỗ bàn bánh trái cho thật ngon để trước cúng cha mẹ. Sao đãi các quan khách đây? Dạ, để tôi làm việc đó. Thật à? Nhưng cỗ bàn rất lớn, liệu cô có lo được hết? Vâng, tôi hứa sẽ cố gắng chu toàn công việc đó cho ngài. Vậy thì tốt rồi, mọi việc ta nhờ cô. Dạ. Chà, tôi chưa bao giờ được dự một bữa cỗ ngon và lạ như thế này. Nghe đâu nhà anh ta có một cô gia nhân rất khéo léo. Chính là cô ta kìa. Phải rồi, cô ấy không chỉ khéo léo nấu nướng mà còn chu toàn mọi việc nhà cửa. Tính nết lại còn rất tốt nữa. Thật là có phước. Nhưng mà nhan sắc cô ta tầm thường quá. Chúc cậu chủ tìm được một người vợ đẹp như ý muốn. Người cứ chăm sóc nhà cửa cho tốt và đợi tin vui của ta. Ôi, là cô đấy ư? Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như tiên giáng trần ấy. Cậu chủ về mà xem, nhà ta có một cô tiên xinh đẹp trong nhà bấy lâu nay mà không hay biết. Là ai? Là ai? Dạ, chính là cô Thị Tỷ đó ạ. Ta thật có mắt mà như mù. Tuyệt thế giai nhân ở trong nhà bấy lâu mà không hay biết gì. Nàng hãy làm vợ ta nhé. Ta xin nàng hãy bằng lòng làm vợ của ta. Ta vốn là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái xuống, nhưng nay đã hết hạn ở trần gian, phải trở về thượng giới. Giá như chàng nhận ra sớm thì đã không... Không. Một bài học thích đáng cho chàng trai. Ngọc Hoàng đã biến chàng thành con mối, luôn luôn chắc lưỡi tiếc nuối vì bao nhiêu ngày ở với tiên nữ mà không biết hưởng. Chị ong nâu đậu trên áo. Hà ơi, ba về rồi nè. À, ba về rồi. Ba ơi, hôm nay mèo ú ăn vụng con cá rán của ba, hư quá. Ừ, mèo ú hư quá. Nhưng không sao, cho mèo ú ăn sang một bữa. Ba vừa mua cho Hà chiếc áo mới, vào mặc thử xem có vừa không nha. Đâu ba, cho con xem ạ. Con mặc đẹp không ba? Đẹp nhất quả đất. Mai con mặc áo mới đi khai giảng, chắc mấy đứa bạn lát mắt cho mà xem. Chị mặc áo mới đẹp không mèo ú? À, em dám chê à mèo ú? Không được, quay lại đây, ngắm lại đi này. Ôi, áo mới rách mất rồi ba ơi. Con có sao không? Dạ không ạ, nhưng áo mới thì rách rồi ba. Không sao, để ba khâu lại cho. Ba biết khâu hả ba? Nè, đừng xem thường ba nha, mẹ dạy ba khâu vá rồi đấy. Mẹ, để giỏ đầu khâu ở đâu nhỉ? Con đi ngủ sớm đi, mai còn đi khai giảng. Cứ để ba lo, mai chắc chắn có áo đẹp mà. Có tin được không đây ta? Yên tâm, đi ngủ đi con. Miếng vải này bé quá, miếng này lại to quá. Miếng vải này bé quá, miếng này lại to quá.
À, sáng rồi. Ba khâu chiếc áo rồi. Trời, chỉ có miếng vải màu nâu là vừa in nên ba. Nếu mẹ con còn sống, chắc mẹ sẽ biết cách khâu đẹp hơn ba. Không sao đâu ba ạ. Nhìn chỗ phá này rất giống chị ông nâu. Ừ, giống chị ông nâu đội trên áo thật nhỉ. Mặc cái áo này, con cũng sẽ học hành chăm chỉ như chị ông nâu ba ạ. Sao em không ra xếp hàng với các bạn hả? Thưa cô, em... Cô cho phép em không ra xếp hàng được không ạ? À? Sao thế em? Thưa cô, em... Ồ, em có chị ông nâu đội trên áo đẹp quá. Thật hả cô? Cô cũng thấy chị ông nâu trên áo em ạ? À? Ba em khâu cho em đấy cô. Ba em khâu khéo quá, chắc chắn các bạn cũng sẽ thấy chị ông nâu trên áo em rất đẹp. Cô ơi, vậy em phải ra xếp hàng để cho các bạn xem chị ông nâu mới được. Chuyện tình thần Cupid và nàng Shiji. Thần thoại Hy Lạp kể lại thuở xa xưa, khi con người và các vị thần còn sống chung một cõi, ở một vương quốc nọ, có vị vua sinh hạ được ba nàng công chúa xinh đẹp. Nàng Shiji, công chúa Út, có vẻ đẹp lộng lẫy hơn cả. Vẻ kiêu sa của nàng thách thức cả thần vệ nữ, vị thần của sắc đẹp. Đến muôn hoa của đất trời cũng phải nhún nhường trước vẻ đẹp nàng. Nàng ấy còn đẹp hơn cả thần vị nữ. Ôi, nàng chính là hiện thân của sắc đẹp. Kẻ phàm nữ này dám thách thức ta. Thần vệ nữ liền cho gọi con trai là thần Cupid với mũi tên ái tình, mang niềm vui hay khổ đau. Vậy là mẹ muốn con bắn tên vào cô công chúa Út đó. Phàm nữ đó đã cướp mất danh tiếng của ta. Con phải khiến nó cả đời yêu kẻ hèn mạt nhất. Ôi, sao lại có một nàng thiếu nữ kiều diễm nhường này? Vậy là chính thần tình yêu đã trúng tiếng sét ái tình với Shiji. Xem ra Cupid không làm theo lời ta. Đã vậy, cái phàm nữ này sẽ phải nhận một lời nguyền. Kể từ đó, chẳng một ai dám đến cầu hôn nàng Shiji xinh đẹp. Chắc con bé sẽ buồn lắm. Có lẽ chỉ có thần linh mới giúp được nó. Bệ hạ nói phải. Công chúa Shiji sẽ được gả cho một người vẫn chờ nàng ở trên ngọn núi cao nhất vương quốc. Người này có kỹ năng và vô hình như giấc ngủ. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ để con có được hạnh phúc, mình cũng phải nắm lấy. Chính thần Cupid đã làm lời sấm phá vỡ định mệnh thần vệ nữ giáng lên nàng. Cupid hóa thân thành cơn gió, đưa cung điện nguy nga. Là thật hay ta đang mơ? Lâu đài này chính là của nàng thưa công chúa hiền diệu. Và khi màn đêm buông xuống, chồng nàng sẽ tới. Chồng ta ư? Ta đã làm nàng vất vả rồi. Chàng chính là người vô hình như giấc ngủ đó sao? Chính là ta đây. Hãy để tình yêu của ta sưởi ấm trái tim nàng. Cứ như vậy, Shiji đón nhận số phận lạ lùng. Chỉ có một điều khiến Shiji băn khoăn, đó là tại sao chàng không ở lại với nàng cả ban ngày. Ta phải giấu mình vì ta không thể làm khác được. Hãy tin ở ta. Vậy ít nhất chàng hãy để em gặp mặt các chị gái. Chí ít các chị có thể báo tin với cha mẹ em. Được, ta sẽ nhờ thần gió Zibber mang họ tới. Chứng kiến cuộc sống như nữ thần của em, hai cô chị nổi lòng đố kỵ. Lâu đài rộng lắm, chính em cũng chưa đi hết nữa. Chồng của em đâu nhỉ? Tại sao không ở đây với em? Chàng như giấc ngủ vô hình, em thậm chí chưa được nhìn gương mặt chàng. Ôi, em gái đáng thương. Chị nói thế là sao? Em luôn tin tưởng ở chàng. Lỡ khi chồng em chẳng phải người, cũng chẳng phải thần,
mà là một sinh vật kỳ dị nào đó thì sao? Chồng của em không cho em biết mặt, nhưng vẫn có cách nếu em muốn. Hai cô chị đã gieo rắc sự ngờ vực vào tâm trí Sai Chi. Chàng là thần ái tình cô biết. Ôi Si Chi, nàng đã làm trái lời ta. Em làm chàng bị thương rồi. Chàng ơi, em biết tìm chàng ở nơi nào? Si Chi đã vượt ngàn dặm tìm đến thần vệ nữ, mẹ của Cubit, cầu mong sự ban ơn, mà không hay biết đó là người gieo rắc bi kịch đời nàng. Thật không ngờ con trai ta lại mù quáng trước kẻ tơi tả, nhem nhuốc như ngươi. Ngươi sẽ gặp lại Cubit nếu đem chiếc hộp này đến gặp thần âm phủ Hades, bảo vợ ông ta gửi cho ta một chút sắc đẹp của mình. Ngươi dám chứ? Con sẽ đi, nếu không gặp được chàng, khác gì con sống dưới địa ngục đâu chứ. Nhờ từng lời chỉ dẫn tỉ mỉ, Si Chi đã trở về an toàn. Nàng tràn đầy hy vọng khi cảm nhận được thần ái tình không hề rời bỏ mình. Nhưng giờ ta xấu xí thế này. À phải rồi, ta phải mở chiếc hộp đựng sắc đẹp này. Si Chi không thể ngờ được rằng chiếc hộp chứa làn khói đen khiến con người chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chàng đã không bỏ em. Bấy lâu chàng luôn dõi theo em. Thật may ta đã cầu xin được thần Dớt khuyên mẹ ta. Cuối cùng mẹ ta cũng đã nhượng bộ rồi. Thần Dớt giúp nàng Si trở thành một nữ thần bất tử, sánh bước bên thần Cubit. Kể từ đó, không ai có thể chia lìa đôi uyên ương ấy. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.